Dạ Tường, chào cô chú bác anh em gần xa. Bữa nay Tường tiếp tục lên trang nha cô chú, giao lưu với chú bác anh em gần xa. Tường bữa nay Tường được 7 cây trang lá nhỏ màu cam, rồi bao nhiêu thì trang vàng nha cô chú. Quê quán Tường ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của Tường là 0949 866 039. Số đó Tường xài Zalo luôn nha cô chú. Dạ không mất thời gian cô chú, vô cây số 1 là được từ 1 cho tới 7 là được 7 cây màu cam nha cô chú. Màu cam lá nhỏ. Đây cô chú coi nè, nụ nó cũng đang chuẩn bị nha cô chú. Nói chung là cây Tường đang lại chơi Tết đó cô chú ơi. Cái này là cây số 1. Màu cam lá nhỏ, Tường cây Tường nuôi đã cũng đã thần hết trơn rồi nha cô chú, nuôi thần hết trơn rồi. Tường bao sống bao ship toàn quốc. Rút chậu bó bầu nha cô chú, chốt cây rút chậu bó bầu. Rồi từ đó hoành tại vị trí này nó được 23. Chiều cao thì nó được 26. Cây mã số 1 nha cô chú là 800.000, màu cam, Tường bao sống bao ship toàn quốc là rút chậu. Đóng thùng gửi cho cô chú, cây mã số 1 màu cam 800.000. Để rồi từ đó cây. Tiếp theo là mã số 2. Màu cam lá nhỏ nha cô chú. Cây nuôi đã thần hết trơn rồi. Cái này cây mã số 2. Cái này dần xương dần nó dày đặc lắm cô chú ơi. Rồi tán ngang nhẹ nó được 27. Chiều cao là 27 luôn. Chiều cao 26, tán ngang 27. Cây này cây mã số 2. Cô chú chốt cây nhớ ngày nhớ mã số. Chốt đúng mã số, Tường giao đúng cây cho cô chú chơi đâu đó đàng hoàng. Đây, từ đó tổng vị trí này. Cây này là nó được 33. Đó tại đây được 33. Cây ở trong hình sao ở ngoài người vị nghe cô chú. Cây già to bự lắm cô chú ơi. Rồi 1.200.000 cây mã số 2 nghe cô chú, màu cam lá nhỏ. Đây rồi đó cây. Dạ rồi tiếp theo là cây mã số 3. Màu cam nha cô chú. Tán ngang nhẹ là được 20. Chiều cao là được 29. Cây này là nó được 22 hoành. Đó tại đó nha cô chú, tại vị trí đó là được 22. Cây mã số 3 là 800.000. Màu cam lá nhỏ. Rồi đó cây. Mã tiếp theo là mã số 4. Cây nuôi thần già to lắm nha cô chú. Mã số 4, màu cam. Tán ngang là nó được 25. Chiều cao là 24. Rồi cái này là nó được 25. Đó tại đây được 25. Cái này là 1 triệu nha cô chú, 1 triệu đồng. Mã số 4 1 triệu, màu cam. Rồi đó cây. Cây mã tiếp theo mã số 5. Cây già to lắm cô chú ơi. Tán ngang nhẹ là nó được 19. Chiều cao là được 24. Đây cây này nó bị lỗi chỗ này nghe cô chú. Nó khô cái đầu mình cắt ngang mà vẫn là còn tược. Rồi mấy cái đầu kia thì tược lên phò phà. Đó. Cây này đo tại vị trí này, cây này được 29. Xuống cái cũ này nó 35 nghe cô chú. Cây này 900.000 cô chú ơi. Màu cam. 900.000 cây mã số 5. Rồi đó cây. Tiếp theo cây mã số 6. Số 6 số 7 hai cây này nó cũng có một dáng hàng nghe cô chú. Tán ngang thì nó được 19. Chiều cao được 24. Đó tại vị trí này được 17. Cái cũ nhẹ nó được hai mấy nha cô chú. Cây mã số 6. Cây này 700.000 cô chú ơi. Rồi đó cây. Mã số 6 với số 7 hai cây nó giống nhau nha cô chú. T
Bán ngang được 10, được 20. Chiều cao là 27. Cây này cây mã số 7. Cái này đo tại vị trí này được 20. Củ nở bự lắm nghe. Củ là được 32. Cây này 800 ngàn, cây mã số 7 800 ngàn. Rồi đổi cây. Tiếp theo cây mã số 9 là qua màu vàng nghe cô chú. Ủa số 8 lộn. Tiếp theo là cây mã số 8 qua màu vàng. Về đặt bông xâm xê của chú ơi, về chơi Tết. Tán ngang thì được 24. Chiều cao thì được 20. Quanh thì được 20 luôn, đo tại đó 20. Cây mã số 8, cây này 800 ngàn nghe cô chú. 800 ngàn, cây màu vàng, lá nhỏ. Rồi đổi. Tiếp theo là cây mã số 9. Mẫu đơn vàng, lá nhỏ. Chiều cao rồi được 21. Tán ngang thì 24. Cây này cây mã số 9. Cây già cây to lắm nha cô chú. Được 22 quả thân đo tại đây. Cây mã số 9 800 ngàn cô chú ơi. Tường bao sóng bao xếp toàn quốc. Cây mã số 9 800 ngàn. Rồi đổi cây. Tiếp theo cây mã số 10. Màu vàng cô chú ơi. Bông nụ đẹp lắm. Tán ngang này được 25. Chiều cao là được 20. Cây mã số 10. Được 21 quả thân đo tại đây. Lùng liền dễ chia về dễ chơi lắm nghe cô chú. 800 ngàn cây mã số 10 800 ngàn nghe cô chú. Rồi đừng nói cây. Tiếp theo là cây mã số 11. Tán ngang là được 25. Chiều cao 26. Cây mã số 11. Rồi hoành được 20. Cây này đẹp lắm nha cô chú. Đế đắm rồi cô chú coi khỏi chê. 800 ngàn cây mã số 11. Trang vàng lá nhỏ. Dạ rồi đó cây. Tiếp theo là cây mã số 12. Màu vàng lá nhỏ. Tán ngang hiện được 24. Chiều cao được 20. Cây mã số 12. Rồi được 22 quả thân. Đó tại đó. 900 ngàn nghe cô chú. Cây mã số 12 900 ngàn. Cây gốc nở gốc tròn đẹp lắm cô chú ơi. To lắm. Rồi đó cây. Tiếp theo là cây mã số 13. Trên bonsai đẹp lắm nghe cô chú. Tán ngang được 19. Chiều cao là 20. Cây mã số 13. Được 21, đó tại đây 21. 800 ngàn cây mã số 13 nghe cô chú. Rồi đó cây. Tiếp theo là cây mã số 14. Tán ngang được 26. Chiều cao là 24. Hoành được 20. 800 ngàn cây mã số 14 nghe cô chú. 800 ngàn. Rồi đó cây. Mã số 15. Bông nụ xâm xê nghe cô chú. Chiều cao 25. Tán ngang được 21. Cây mã số 15. Được 23 đo tại đây. 800 ngàn cây mã số 15 800 ngàn. Rồi đó cây. Tiếp theo là cây mã số 16. Có cái giật đế nữa nè.
đặt bự lắm nghe cô chú, đẹp lắm. Mã số 16 cô chú ơi. Tán ngang được 23, chiều cao 26. Cây mã số 16. Được 22. Cây cô chú cô đế nè, đẹp lắm. 800.000 cây mã số 16. Trăng vàng lá nhỏ. Cây thần hết trơn nghe cô chú. Rồi đổi cây. Tiếp theo mã số 17. Số điện thoại của Tường là 0949 866019. Chiều cao được 26. Tán ngang là được 21. Bông nụ xâm xê nghe cô chú. Được 23 quà thân đó tại đây. Mã số 17 là 800.000 cô chú ơi. Rồi đổi. Mã tiếp theo là mã số 18. Cây lùng lực dễ dễ cương lắm cô chú ơi. Bán ngang được 25. Chiều cao là 26. Cây mã số 18 nha cô chú. Hoành được 20. 800.000 cây mã số 18, 800.000 cô chú ơi. Rồi đổi cây. Tiếp theo là mã số 19. Trang vàng nha cô chú. Trang vàng lá nhỏ. Bán ngang được 25. Chiều cao 27. Cây mã số 19. Cái này hoành được 22. 22 hoành đo tại vị trí đó. Cây mã số 19 800.000. Rồi đổi cây. Tiếp theo cây mã số 20. Cây già ngầu nghì lắm nha cô chú. Tán ngang được 24. Chiều cao 27. Cây này cây mã số 20. Hoành được 23. Cây mã số 20 cây này 900.000 cô chú ơi. Rồi đấy. Tiếp theo mã số 21. Cái này cô chú vừa chơi vừa cắt lại bonsai đẹp lắm nha cô chú. Bán ngang được 28. Chiều cao là 27. Bông nụ dữ lắm cô chú ơi. Rồi đó tại vị trí này được 23. Nè cô chú coi giờ đế gốc rồi nó nở. Đẹp lắm. 900.000 luôn mã số 21. Rồi đổi cây cô chú ơi. Tiếp theo là cây mã số 22. Bán ngang thì nó được 27. Chiều cao được 31. Cây mã số 22. Quả này được 21. Mã số 22 cây này 800.000. Màu vàng lá nhỏ nghe cô chú. Được rồi. Tiếp theo là cây mã số 23. Cây thấy cưng lắm cô chú ơi. Mua bậy một hai cây về chơi cô chú ơi. Tán ngang được 24. Chiều cao 27. Rồi được 20 hoành đo tại đây. Cây mã số 23 cây này 800.000 nha cô chú. Rồi đổi cây. Mã số 24. Chiều cao được 26. Ủa tán ngang ha. Chiều cao 26. Tán ngang 22. Được 22 hoành luôn. 800.000 cái mã số 24. 800.000. Rồi đó cái. Mã số 25.
Tới ngang được 23, chiều cao 26, cây mã số 25. Được 23 hoành đo tại đây. Mã số 25, 800 ngàn của chú ơi. Rồi đó rồi. Cây mã số 26. Chuẩn bị lố nụ cho nghe cô chú. Lùng lượt một cục vậy đó. Tán ngang là 22, chiều cao là 24, cái mã số 26. Trang vàng lá nhỏ nghe cô chú. Này hoành nó tròn do rồi cô chú. Được 24 đo tại đây. Đặc lắm nghe cô chú. 900 ngàn cái mã số 26, 900 ngàn. Rồi đó. Cái mã số 27. Chiều cao được 24, tán ngang được 21. Rồi đó, vị trí này nó được 22, 900 ngàn luôn, cái mã số 27, 900 ngàn. Đế đặt không ngơ chút, nở đó, giót ngọn đó. Rồi đó, cây mã số 28, trăng vàng lá nhỏ. Trang từ nó nuôi thần hết trơn rồi nghe cô chú. Tán ngang được 25, chiều cao 24, cây mã số 28. Rồi đo vị trí này đã được 22, 900 ngàn luôn, cây mã số 28. Rồi đó coi. Tiếp theo mã số là 29. Tán ngang được 23, chiều cao 24. Quà này được 20, 800 ngàn, cây mã số 29, 800 ngàn nha cô chú. Rồi đó coi. Tiếp theo mã số 30. Tán ngang được 24, chiều cao 24 luôn, cây mã số 30. Được 22 hoành đó tại đây, 800 ngàn mã số 30. Cây đẹp lắm cô chú ơi. Rồi đó cây. Mã số 31, tiếp theo mã số 31. Cây nuôi tới chừng này là cũng cực khổ lắm nha cô chú. Gian nan lắm. Tán ngang được 22, chiều cao là 22. Rồi được 22 đo tại đây. 21, tính 21, 900 ngàn, cái mã số 31, 900 ngàn. Rồi đó cái. Mã số 32, chiều cao được 26, tán ngang được 22, cây mã số 32. Được 23 hoành đó tại đây, 800 ngàn mã số 32, 800 ngàn. Rồi đó rồi. Tiếp theo cây mã số 33. Cây này hình thú nghe chú. Đẹp lắm. Tán ngang được này 28, chiều cao là 34, cây mã số 33. Rồi đo vị trí này nghe chú, được 22, nó tổng luôn là nó được 35, 1.200.000, cái mã số 33, 1.200.000 của chú ơi. Rồi đó coi. Tiếp theo cái mã số 34. Màu vàng lá nhỏ nghe cô chú. Cái này giống con thú ngoái đầu. Tán ngang được 27, chiều cao 27, cái mã số 34.
Rồi đó vị trí này nghe cô chú. Bự. Rồi được 24. Củ bự lắm, củ ba mấy nghe cô chú. 900.000 cái mã số 34, 900.000. Rồi đó cây. Tiếp theo cây mã số 35. Cây nhìn ngoài nhìn lực lượng lắm nghe cô chú. Tán ngang được 32. Chiều cao là 30. Rồi cái này được 23 hoành, đó tại đây. Cây này cây mã số 35 nghe cô chú. Cây này 1 triệu đồng cô chú ơi. Đế nở không à, cây đẹp lắm cô chú ơi. Để rồi đổi cây. Mã số 36. Tán ngang thì được 25. Chiều cao 28. Cây mã số 36. Cây này được 21 hoành. Cây này 900.000 nghe cô chú. Dạ đó cây. Mã số 37. Trăng vàng lá nhỏ. Tán ngang thì được 22. Chiều cao là được 25. Cây mã số 37. Hoành được 22. Đế một đống nghe cô chú. Trang mà đế gì là khó kiếm lắm. 900.000 cái mã số 37. Rồi đó cây. Mã số 38. Mày con heo đất gì nghe cô chú. Một đống nữa. Tán ngang là được 22. Chiều cao được 24. Cái này được 25 hoành. Đây cô chú coi kỹ cây này nè, đẹp lắm nghe cô chú. Cây này là mã số 38, 1 triệu nghe cô chú. Rồi đói. Mã số 39. Nó già đọt là nó ra bông vậy đó nghe cô chú. Tán ngang được 26. Chiều cao 24. Cái mã số 39. Để đấm nè. Đẹp lắm cô chú ơi. Được 23 hoành. Đó tại đây. Mã số 39. Cây này 1 triệu luôn nha cô chú. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo là cây mã số 40. Mã số 40 là mã cuối clip của từ ngày hôm nay đó nha cô chú. Được lo được 40 mã số. Cái này một vòng đế dữ lắm nha cô chú. Đẹp. Bán ngang được 22. Chiều cao 27. Cây mã số 40. Được 20 hoành đó tại đây. Cái mã số 40, mã của clip cây này 900.000 nha cô chú. Dạ rồi mã của clip Tường cảm ơn cô chú bác anh em đã mấy clip vừa rồi cũng đã nhiệt tình ủng hộ cho Tường vài cây về chơi. Tường cảm ơn rất là nhiều. Quê quán của Tường là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039. Số đó từ xài Zalo luôn nghe cô chú. Dạ Tường hẹn cô chú bác anh em gặp được lại clip sau ạ. Dạ Tường xin chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý liên hệ với nhà vườn Mạnh Tường để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.